Chào các bạn để phục vụ cho chuyện coi phim thì Hoàng đã mua một đồ chơi mới này Hoàng khoe cho các bạn xem đây đây là Zoom H8 một máy game cầm tay chuyên nghiệp hãng có tặng kèm một phần mềm cubely và Wolap clip này không phải là clip review mà chỉ là đập hộp khoe sản phẩm cho các bạn cho vui thôi nha trong hộp có hướng dẫn sử dụng này có đầu mic capsule XIH6 đây là thân máy và có sẵn 4 cục pin AA Hoàng gắn sẵn vào thân máy rồi Hy vọng là trong tương lai nó sẽ giúp Hoàng tạo ra những cái clip chất lượng hơn Giờ thì Hoàng gắn cái mic capsule vào thân máy Trong hộp thì không có cái dây cáp cũng như là cái thẻ SD nào cả Mình cần phải mua thêm nha Giờ ta khởi động máy lên Thực ra là Hoàng tính mua cái Zoom H4 thôi à, Rồi người ta lại khuyên Hoàng là mua H6 Nhưng mà tình cờ khi qua New Zealand Thì thấy H8 nó đang khuyến mãi Thành ra Hoàng mua luôn